Đây mấy cái quầy lưu niệm này, bóp ví đồng hồ rồi này, có mấy anh chị này thấy không? À, vắng lắm luôn á. Rồi mấy cái quầy ăn uống rồi thì cũng có. Trời ơi, mới hỏi giá mà hỏi giá lại mấy không mua là thế nào là à, cô bác anh chị thấy có dễ bị chửi không? Người, em đi chợ thì sợ nhất là người ta chửi. Mua sạp, bán sạp, cô bác anh chị sẽ thấy 4m2 10 tỷ đồng. Trời đất ơi. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 2:30 chiều ngày 18 tháng 8 năm 2023. Và em đang ở vị trí ngày xưa là cái Bùng Binh, công trường Quách Thị Trang đây thưa cô bác anh chị. Phía trước chợ Bến Thành. Ngày hôm nay là một cái giao lộ ha. Gọi vậy đi cho nó hoành tráng. Tại vì ở đây nó có nhiều ngã đường, nhiều con đường cắt tùm lum. Phía trước á, là cái tòa nhà cũng đã để trống, để hoang lâu rồi. Lúc trước là có một thời điểm trước khi mà bị sợ gáy bà Trương Mỹ Lan đó, thì nó rơi vào tay tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Vivalent. Bây giờ thì rồi cũng xóa hết rồi, gỡ hết tất cả các thương hiệu rồi đó. Đây là cái giếng trời ga metro. Em zoom lên một chút xíu đó. Ga ngầm metro, tuyến metro số 1. Đây Lê Lai và Phan Chu Trinh. Phan Chu Trinh đi về chợ Bến Thành bên phải, bên hông chợ Bến Thành, có bán gì nè, anh chợ tiệm đô la Hà Tâm đó, tiệm đổi đô la đó, con đường Nguyễn An Ninh đó. Phía trước cái chợ Bến Thành ngày hôm nay thì có cái người ta đặt mấy cái gốc cây như thế này nè, đó. Đấy, gốc cây đựng trong cái chậu ha. Đấy, có một chút cái bóng mát phía trước chợ Bến Thành. Chớ gặp chúng mấy cái ngày trời nắng thì ôi thôi. Phía trước là cái bệnh viện Sài Gòn, bệnh viện đa khoa Sài Gòn và sở hỏa xa năm xưa đó. Bây giờ ngay chỗ đó là cũng thuộc đường sắt. Rồi phía sau là có tòa nhà Vitexco. Bây giờ đi qua đường ở đây cũng sợ lắm này, có anh chị, xe cộ người ta chạy. Nói chung là đèn xanh đèn đỏ gì cũng có xe chạy hết trơn á, người ta quẹo đó, thành ra mình khó đi. Phía trước thì nhìn về khu dân sinh. Ê, đứng đợi đèn xanh đèn đỏ, trời nắng quá rồi mấy chị tấp vào đây, mấy chị đứng. Là hướng này là con đường Lê Lợi ha, chúng ta chạy về phố đi bộ Nguyễn Huệ và về khu vực nhà hát lớn Hạ Viện năm xưa. Nè, đây là khu vực của chợ Bến Thành. Bây giờ có chiếc xe to Samsung người ta đậu ở đây. Phía trước chợ Bến Thành này có anh chị, mới được sơn lại đó. Nói về một chút chợ Bến Thành thì mấy hôm nay không biết cô bác anh chị có đọc báo không? Có một cái bài báo của báo Thanh Niên. Đây, cái điều mà chúng ta nhắc và chúng ta nói tới rất là nhiều từ xưa tới bây giờ, đó là cái vấn đề gọi là chặt chém ở khu vực chợ Bến Thành. Đó, và đây là cái bài báo, mời cô bác anh chị đọc cho vui nha. Không biết là có vui hay không. Đây là du khách bỏ chạy vì bị hết giá gần 1 triệu đồng 3 đôi vớ trong chợ Bến Thành. Đó, đau lòng là hướng dẫn viên luôn căn dặn du khách nước ngoài nên trả giá giảm 50% khi mua trong chợ. Thế nhưng mà nhiều khi hạ giá một nửa vẫn bị hố đó. Cô bác anh chị thấy không? Báo Thanh Niên, đây báo Thanh Niên. Ai mà đã từng mua hàng ở chợ Bến Thành rồi chắc chắn sẽ hiểu. 700.000 ba đôi vớ. Đó, đây là YouTuber người Nhật Bản rất là thông thạo tiếng Việt ha. Mới đây là đăng trên mạng xã hội nhiều cái clip trải nghiệm đi chợ Bến Thành mua sắm đồ. Trong đó anh đối mặt với nạn hết giá khủng khiếp lên gấp 10 lần so với giá đồng ý bán cuối cùng. Ba đôi vớ, một đôi 250.000. 250.000 chạy ra là khoảng 10 đô la, hơn 10 đô la một đôi á.
nhân 3 đôi lên là thành 700 ngàn đồng. Giảm chứ, nhân 3 lên giảm còn 700 ngàn đồng. Và cuối cùng là người ta bán cho anh này giá là 60 ngàn đồng. Bảy trăm ngàn đồng bán với giá 60 ngàn đồng. Giảm gì mà giảm khủng khiếp như vậy, là gấp 10 lần, hơn gấp 10 lần đó. Thua một cái ba lô 1.400.000 sau khi bị hết giá là 2.800.000. Chiếc áo là 550 ngàn đồng cho mấy chiếc, hai cái, 550 ngàn đồng hai cái. Và cuối cùng đồng ý bán là 350 ngàn đồng cho hai cái, gấp 10 lần. Thưa cô bác anh chị, thực tế ngày hôm nay của cái chợ Bến Thành người ta bán như vậy. Rất là khủng khiếp. Cú sốc văn hóa đó. Cú sốc văn hóa đó. Cách buôn bán ở bên trong chợ Bến Thành càng ngày càng không bền vững. Việc hết giá quá cao gấp 5 đến 10 lần không còn đem lại cho du khách trải nghiệm nữa, mà là sự sợ hãi, tiếng xấu đó. Đây, cô bác anh chị thấy không? Đó, một chút xíu thôi để chúng ta nhìn lại rằng là ngày hôm nay cái nguyên nhân tại sao trung tâm Sài Gòn ế bán không được. Chợ Bến Thành. Rồi, và mời cô bác anh chị chúng ta đi dạo một chút xung quanh chợ Bến Thành, cập nhật một chút cái thông tin và một vài cái bài báo của báo Thanh Niên, cũng như là một chút cái thông tin về cái anh YouTuber người Nhật đó. Anh đi mua đồ ở chợ Bến Thành. Cô bác anh chị chắc là đã mua đồ nhiều ở chợ Bến Thành rồi, nhưng mà em thì chưa bao giờ. Chỉ có một lần sau dịch có một cô bán áo kéo em lại bán cho một cái áo trơn thun với giá 100 ngàn. Thì sau dịch là ế quá trời luôn á, thưa cô bác anh chị. Không có ai mua bán, không có khách khứa gì đó. Đó, thì đó là một lần trải nghiệm ở chợ Bến Thành. Và người ta chèo kéo mình rất là nhiều. Mặc dù mình cũng là người sinh sống ở đây, cũng là người Việt, nhưng mà đọc những cái bài báo và nghe những cái bình luận của anh chàng YouTuber người Nhật thì cảm thấy rất là xấu hổ về cái văn hóa chặt chém và văn hóa giá nói thấp quá cao ở của người Việt mình. Và cụ thể ở đây là khu vực chợ Bến Thành, cô bác anh chị thấy đó. Em nghĩ đây là một cái điều chúng ta cần phải thay đổi nếu như mà chúng ta muốn làm ăn bền vững. Và không chỉ riêng chợ Bến Thành đâu, tất cả các cái khu du lịch ở Sài Gòn và ở những cái tỉnh khác ở Việt Nam mình ngày hôm nay, khi mà khách khứa mà đông lên thì người ta lại tận dụng cái việc khách đông để người ta chém. Đó là một cái điều em nghĩ nó hết sức là xấu. Tại sao đông lên thì chúng ta không bán rẻ hơn, giống như bán sỉ vậy. Bán sỉ thì lúc nào giá nó cũng rẻ hơn là bán lẻ. Em nghĩ là chắc chắn là chúng ta cần phải thay đổi. Nếu không thì cái tình hình bi đát du lịch, khách khứa quốc tế không có ở khu vực chợ Bến Thành nói riêng và trung tâm Sài Gòn nói chung, nó sẽ còn kéo rất là dài, rất là dài. Thôi, em mời cô bác anh chị đi dạo một chút xung quanh chợ nha. Trời, bây giờ bắt đầu đổ nắng rồi cô bác anh chị. Chiều nay không biết có mưa hay không ha. Và đây là khung cảnh phía trước chợ. Em mời cô bác anh chị chúng ta đi một vòng chợ trước nha. Đi một vòng đi, sau đó có đi vào trong thì còn thời gian thì em đi vào bên trong. Ở đây may mà có cái cây, mát mẻ quá trời. Đứng chứ không là tiêu đời. Thật sự là em người ở đây nhưng mà bây giờ nói vô chợ Bến Thành cũng rất là sợ đó cô bác anh chị. Trời ơi là trời. Vô người ta chèo kéo mình cũng rất là sợ ha. Mình đâu có mua, em đi quay mà. Thú thật với cô bác anh chị là em đi quay luôn. Chứ còn mà em, thật ra nếu mà đối với người Sài Gòn mình, chắc em nghĩ cũng ít người vào chợ Bến Thành để mua hàng lắm thưa cô bác anh chị. Tại vì người ta thừa biết rằng ở trong này là đắt đỏ hơn ở bên ngoài rất là nhiều. Và đây là một ngôi chợ chắc là chỉ dành cho khách du lịch mà thôi. Chừng nào chợ này mà dành luôn cả được cho người dân ở đây thoải mái ra mua, ra vào mua đồ, thì lúc đó
họa may chăng thì nó mới thay đổi. Hay, chúng ta cần phải thay đổi ở cái vấn đề giá cả, vấn đề giữ khách, giữ chân khách. Chứ còn mà với bán với cái giá kiểu này thì thua rồi. Và tất nhiên em nghĩ là nó cũng có nhiều cái lý do ở ngoài cái mặt là khách quan, ngoài cái mặt chủ quan thì nó còn nhiều cái nguyên nhân khách quan nữa. Có thể là cái giá mặt bằng trong chợ Bến Thành, cô bác anh chị thấy là nó rất là đắt đỏ ha, so với những cái ngôi chợ khác. Cái thời điểm mà em coi một cái bài báo khoảng năm 2016, người ta sang một cái sạp ở chợ Bến Thành với cái diện tích là 4m2, người ta sang 10 tỷ đồng. Thưa cô bác anh chị, thời điểm 2016, cô bác anh chị cứ vào Google search giá thuê sạp chợ Bến Thành, sang sạp hoặc thuê sạp hoặc mua sạp, bán sạp, cô bác anh chị sẽ thấy 4m2 10 tỷ đồng. Trời đất ơi. Có thể ngày hôm nay thì ế khách quá, du lịch vắng khách quá thì người ta giảm giá bớt, nhưng mà so với mặt bằng chung ở ngoài thì cái việc mà mua một cái sạp ở chợ Bến Thành là một cái điều rất là khủng khiếp. Hiện tại cái việc thuê sạp thì đôi khi nó cũng từ 1.000 tới 2.000 đô cho 1m2, tùy vị trí, có bạn chị thấy không? Là khoảng chừng 50 triệu, 20 đến 50. Đôi khi trời nắng đi vào chợ Bến Thành tránh nắng cũng vui. Và cô bác anh chị nhìn lại một chút phía trước chợ này. Đó. Không còn cái bùng binh như ngày xưa nữa. Trong cái ký ức của em đi lạc ra chợ Bến Thành là một cái bùng binh rất là to. Đó. Thảm cỏ xanh tươi. Đó, bây giờ thì thay đổi hết rồi. Má dừa bên đây dài giống như chơi không vậy dừa. Chúng ta phải thay đổi rất là nhiều, thưa cô bác anh chị, kể cả những người bán hàng rong xung quanh chợ nữa. Tâm lý của họ không biết như thế nào, nhưng mà nó bán giá nó cực kỳ là thấp đối với khách du lịch. Ở đây hôm trước là cho thuê quảng cáo rất là nhiều, không ai thuê, bây giờ có Grab người ta thuê rồi. Đây này cô bác anh chị, cửa số 16, một ngôi chợ rất là lâu đời ở Sài Gòn rồi, kiến trúc rất là đẹp. Cửa số 16. Ở đây là con đường Lê Lợi, nhìn đi về hướng của phố đi bộ Nguyễn Huệ này cô bác anh chị. À, bây giờ thì em sẽ đi vòng vòng bên con đường Phan Bội Châu này trước nha. Lúc khoảng chừng 12 giờ là có cơn mưa cũng to đó, bây giờ thì nắng. Đây khu vực đường Phan Bội Châu. Giữ xe trên vỉa hè ha. Và khách khứa thì cũng lác đác lưa thưa thôi, không có nhiều, thưa cô bác anh chị. Cô bác anh chị có thể bình luận một vài cái trải nghiệm mua hàng ở chợ Bến Thành. Em nghĩ là chắc có lẽ nó cũng không có mấy cái trải nghiệm tốt đâu. Hôm nay có lẽ là một cái clip em tập trung chủ đề chính ở đây là cái giá cả buôn bán giữ khách du lịch như thế nào cho khu vực chợ Bến Thành. Đây là cửa số 15. Đó. Và em nghĩ là chắc có lẽ là ai cũng hiểu, chứ không phải là điều này không có gì là khó hiểu hết. Vấn đề là đôi khi người ta chẳng có thay đổi, cô bác anh chị. Hy vọng là những người bán hàng người ta nhớ tới cái mùa dịch, không có một
khách nào vào đây phải năn nỉ từng người để mua hàng đó. Sau này phải thay đổi để giữ khách, kéo khách, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Chứ còn mà khách du lịch ở trong nước chắc là có lẽ người ta đi ăn một buổi trưa, uống cái gì đó trong chợ rồi đi về, chứ chẳng có mấy người mua sắm, họ bung tiền ra ở đây để mua sắm. Ở bên kia là đường Lưu Văn Lan, tức là Tạ Thu Thâu. Nó đi về hướng của Nam Kỳ Khởi Nghĩa Công Lý với đường Nguyễn Trung Trực, thưa các bác anh chị. Trời bây giờ đổ nắng nè. Rồi, mời các bác anh chị đi tiếp nha. Dạo một chút xung quanh. Ngay cả cái việc vỉa hè dùng để giữ xe như thế này, khách du lịch người ta đi người ta cũng rất là khó chịu của các bác anh chị. Né rồi lên bờ xuống ruộng. Đó, rất là nhiều cái vấn đề mà chúng ta có thể thấy là ngày hôm nay chợ Bến Thành cần phải khắc phục nhiều. Em đi qua bên kia để nhìn được cái cửa ở đây. Ở đây này có mấy anh chị, cửa đông này. Hồi nãy thì em đứng ngay cửa chính này, có mấy anh chị cũng biết này. Khu vực cửa đông. Xôi gà Út Mập number one đây. Trời đang nắng quá. Bên trong chợ ha. Thời buổi này là thời buổi 4.0 rồi thưa cô bác anh chị. Chỉ cần một cái sự việc ở đây người ta quay được và người ta đưa lên mạng xã hội là coi như khắp nơi trên thế giới đều biết, chứ không riêng gì ở Việt Nam. Đó, thành ra là người ta biết được rồi là người ta không có chịu ghé về chợ Bến Thành nữa đâu. Thế mới nói chúng ta cần phải thay đổi nhiều, rất nhiều nữa là khác. Em đi tới đường Lê Thánh Tôn với thưa cô bác anh chị. Số 11 đâu dễ gì thuê được cái sạp ở đây. Thuê xong rồi thì cứ nghĩ tới phải bán như thế nào để cho được nhiều tiền không à. Không, chứ em nghĩ là phải nghĩ đến như thế nào để chúng ta giữ chân khách. Khu vực nhà vệ sinh công cộng, bán hoa. Đồ lưu niệm. Mấy cái dãy nhà ở đây cũng rất là cũ rồi. Mời cô bác anh chị nhìn lại một chút sàn diệt trong cái clip này luôn ha. Đường Lê Thánh Tôn. Đó, một trong những cái vấn đề nữa là cái thái độ tiếp đãi khách hàng khi người ta đi tới đây. Đó. Trời ơi, mới hỏi giá mà hỏi giá là mấy không mua là thế nào là cô bác anh chị thấy có dễ bị chửi không?
Em đi chợ thì sợ nhất là người ta chửi. Mấy bà mà ở chợ, mấy bà ở chợ mà chửi là né không kịp. Mấy cái sạp này ở đây thì buổi chiều nắng quá cho nên người ta che cái miếng lại như thế này để cho nó bớt nắng vào. Con đường ở đây là con đường Thụ Khoa Hưng nè thưa cô bác anh chị. Đành rằng ở khu trung tâm thì giá nó sẽ cao hơn, nhưng mà đôi khi nó cao hơn mình thấy sợ có mấy anh gì, sợ không dám quay lại luôn, không dám mua luôn, sợ bị chém, bị băm giống như là bắp chuối. Khu vực cửa Bắc thưa các bác anh chị. Ở đây có cơm gì đây nè, phải là phát cơm từ thiện không biết, có thể. Rồi mời cô bác anh chị đi xuống phía dưới này. Đi thẳng được lên Thánh Tôn này thì chúng ta ra ngã 6 Phù Động thưa cô bác anh chị. Em nghĩ là một trong những cái lý do mà ngày hôm nay Sài Gòn mình vắng du khách chính là cái nguyên nhân là chúng ta, người ta sợ bị chặt chém quá nè, sợ bị chặt chém quá. Sợ bị chửi quá, đi coi rồi không dám mua. Con đường này là con đường Phan Chu Trinh. Có anh chị cùng với em cập nhật một chút nha. Bây giờ có lẽ em sẽ kiếm một cái cửa đi thẳng vào, đi trung tâm thôi. Em cũng sợ lắm, không dám đi vô mấy cái quầy bán đồ nhùng nhằng, mấy cái sạp nho nhỏ đâu. Sợ, tại vì hôm trước em có đi một lần rồi, người ta bắt mình, người ta dắt vào tận nơi bắt mua nữa đó. Rất là khó. Và lại hơn nữa là đi quay như thế này thì cũng có một cái chút gì đó người ta cũng không thích. Em sẽ vào chợ trước và đi qua bên mấy cái tiệm đô la sau nha. Đô la ngày hôm nay thì cũng lên giá nhiều, tăng giá nhiều cũng có anh chị. Ngân hàng em thấy là cũng trên 23.500, tiệm cận 24.000 luôn. Có thể là ở đây đi, mình đi ở đây đi. Đây là mấy cái tiệm ăn uống, bánh bèo, chè, bánh canh 50-60, cũng không có quá mắc thưa cô bác anh chị. Tất nhiên là nó cũng cao hơn ở ngoài, nhưng mà trong này giá thuê sạp đồ này kia như vậy là đúng rồi. Đồ ăn thì em thấy nó không có quá mắc đâu, chắc là chỉ có những cái đồ khác thôi. Trời nắng quá, trong chợ có vẻ đông. Rồi em đi ở đây nha, đi thẳng này qua bên kia, đây em bên phải nè. Kéo khách vậy.
mấy cái quầy ăn uống thì nói chung là em thấy cũng có khách ăn lai rai. Có lẽ là chỉ là mấy cái quầy lưu niệm á, quầy lưu niệm bán quần áo rồi này kia, quà cáp rồi á, thì vắng khách hơn rất là nhiều. Chứ người ta đi dạo cũng nhiều mà đi mua thì ít. Bên phải qua cửa Tây, bên trái qua cửa Đông. Có cái bảng hướng dẫn ở trên như thế này này, có anh chị. Đây mấy cái quầy lưu niệm này, bóp ví đồng hồ rồi này, có mấy anh chị này thấy không? Vắng lắm luôn á. Giờ mấy cái quầy ăn uống rồi thì cũng có. Đó. Đối diện với đường Tạ Thu Thâu, Lưu Văn Lan. Bây giờ em sẽ mời cô bác anh chị đi từ cổng chính, đi tới chính giữa ngay chỗ cái dấu cộng mà cửa Đông cửa Tây á. Thì em sẽ quẹo trái, rồi trái qua cái cửa bên đường Phan Chu Trinh và đi thẳng qua tiệm Hà Tâm. Trời ơi, em đọc được cái giá thuê sạp chợ Bến Thành mà em cũng hú hồn luôn. Ngày hôm nay cô bác anh chị thấy là khách khứa đâu có đâu. Mua sắm đâu có bao nhiêu đâu nè. Mấy cái vị trí mà bán quần áo, đồ lưu niệm, đồng hồ, giày dép, thật sự là không có nhiều. Chỉ có mấy cái chỗ mà người ta ăn uống á. Thì nói chung á là cái quầy ăn uống thì em thấy giá nó không có quá cao so với ở ngoài. Nó tất nhiên là nó cao hơn đó, nhưng mà không quá cao, nó vẫn chấp nhận được. Có bán gì. Còn mà các cái chỗ bán cái đồ khác em không dám ghé nha. Đôi khi cũng sợ chứ. Rồi nó càng vắng mình lại càng sợ. Em sẽ đi vô cửa chính. Đây rồi, cửa chính đây cô bác anh chị. Chợ này là bán quần áo nè. Vô tới mấy cái quầy quần áo này thì cô bác anh chị lại nhớ lại câu chuyện lúc nãy em kể ha. Đọc á, đọc báo đó. Đọc báo chứ không phải là câu chuyện em kể nha. Báo thanh niên. Phía trước là có cái chữ cửa Đông cửa Tây á, bây giờ chúng ta quẹo bên tay trái nè, chúng ta đi qua cái con đường huyện An Ninh đó cô bác anh chị. Đó.
mấy cái vị trí này là hầu như là khách khứa rất là vắng. Đấy, đường này ra. Nếu mà chúng ta không thay đổi thì thua. Đây thì có mấy anh chị đường em đi ra nha, khu vực em mới đi ra ngay đối diện đường Nguyễn An Ninh, đây là cửa tây đường Nguyễn An Ninh, và đây là khu vực đổi đô la lên giá thì đổi ra được nhiều. Bà con mình tranh thủ đi đổi lấy tiền đi chợ mua sắm chăng. Đã. Đây là tiệm Mai Vân, tiệm Hà Tâm bên kia thì chỉ có Hà Tâm là đông thôi, Mai Vân thì thường lúc nào cũng ít hơn. Đây tiệm Hà Tâm thưa cô bác anh chị, lúc nào cũng đông ha. Nhờ hôm nay thấy cũng không đông lắm nhưng bằng những cái ngày trước hay sao á. Khu vực cửa Tây trời mây bắt đầu cũng coi chừng là mưa đó. Này là chúng ta sẽ đi ra đường Lê Thánh Tôn lại ha. Và đó là một vài cái hình ảnh cũng như là thông tin mà em muốn gửi đến cô bác anh chị và các bạn trong cái buổi chiều ngày hôm nay, một cái clip chợ Bến Thành. Hy vọng là phần nào đó cô bác anh chị có thể hiểu được và nắm được một chút cái tình hình, một chút cái thông tin. Em nghĩ là chợ Bến Thành, bà con tiểu thương mình ở đây phải thay đổi và cùng với, nếu mà cái vấn đề nó nằm ở đâu thì phải gỡ ở đó. Nó nằm ở chúng ta hay là nó nằm ở chính sách hay là ở giá thuê hay là tất cả như thế nào đó. Để tự chung lại là chúng ta sẽ giữ được cái lượng khách cùng với rất là nhiều cái biện pháp khác nữa, chứ không chỉ riêng khu vực là giá cả ở ngay chợ Bến Thành này. Nó rất là lộn xộn, nó rất là ai muốn bán nhiều bán, muốn trả nhiều trả, giá nào cũng trúng. Đi chợ là vậy của anh chị. Rồi là thua rồi. Đó, người Việt mình chắc có lẽ là thường quen như vậy, nhưng mà đối với du khách thì ít nhất là cũng vì cái điều đó, chứ còn mà nói thiệt với cô bác anh chị thì em cũng chưa có mua hàng ở chợ Bến Thành đâu, và có lẽ là sẽ cũng không mua đâu. Cứ đi ăn thì họ may là có nha, đi ăn họ may là có, bởi vì ở trong đó nhiều món ăn thấy cũng ngon. Chứ còn mà mua hàng lưu niệm đồ này kia thì có vẻ không cần thiết. Bên phải của em ở đây là con đường Lê Lai, chúng ta sẽ đi về Tống Quần, Nguyễn Trãi, tức là Võ Tánh đó. Ở đây ngày xưa là tiệm phở này, bây giờ làm bãi giữ xe luôn. Bên này là cái giếng trời metro đó. Như vậy thôi, loanh quanh chợ Bến Thành. Và em xin tạm dừng cái clip ở đây. Kính chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày tràn đầy niềm vui, bình an và thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống.
Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.